Tại ấp Thới thứ hai, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều hộ dân phản ánh không nhận được hỗ trợ lương thực thực phẩm. Gia đình chị Tàu Ngọc Hồng có 4 nhân khẩu, thuê nhà trọ số 1 tổ 45 ấp Thới thứ hai, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Cả 4 đều nhiễm COVID-19 phải đi điều trị cách ly. Cả gia đình lần lượt xuất viện từ ngày 6 đến ngày 18 tháng 8. Dịch bệnh khiến cả gia đình chị Hồng không có nguồn thu nhập vì mất việc làm. Suốt từ đầu mùa dịch tới nay, hơn 3 tháng cả 4 người chỉ nhận được hỗ trợ 5 kg gạo và 2 bó bắp cải. Không có ai mà hỗ trợ gì hết trơn á. Từ mùa dịch đến giờ, gia đình em hỗ trợ được cho em có 5 kg gạo với 2 cái bắp cải đến giờ thôi. Mà đến khi á, lãnh tiền hỗ trợ nhà nước cho, thì bây giờ chồng em á, lên hỏi trên ấp á, ấp chỉ ông tổ trưởng, nói là ông tổ trưởng á, là chồng em vô hỏi tổ trưởng là sao mà cho tụi em xin cái gói hỗ trợ, tại nhà khó khăn quá. Cái ông mới nói như vậy, là chỉ có được có 3 đối tượng, là hỗ trợ 3 đối tượng. Một là chỉ có nhà trọ, hai là bán hàng rong, ba là bán vé số thôi. Còn nếu theo tụi em là ở nhà thuê là không được, nhà thuê nguyên căn là không cho. Bà Trương Thụy Thanh Tuyền, ngụ cùng tổ 41, đang nuôi 2 con nhỏ ăn học. Bà Tuyền cũng chỉ nhận được hỗ trợ 5 kg gạo. Chị Tàu Ngọc Hồng Gấm cũng thuê nhà ở trọ tại xã Thới Tam Thôn. Suốt thời gian qua, gia đình chị cũng chỉ nhận được hỗ trợ là 15 kg gạo. Gia đình chị đã nhiều lần liên hệ trưởng ấp xin hỗ trợ, nhưng không được tổ trưởng tổ dân phố đưa vào danh sách nhận hỗ trợ nên trưởng ấp Thới thứ hai không thể phát quà. Trong khi đó là từ đầu tháng từ dịch bệnh đến nay là em chỉ lãnh được đúng có 15 kg gạo thôi anh. Mà trong đó em có 2 đứa con nhỏ nữa mà em cũng có gọi báo tổ trưởng rồi, em cũng cầm giấy tờ đưa cho ổng làm giấy tờ đùm lum hết trơn. Mà cuối cùng á thì 4 tháng nay á thì em không được lãnh cái gì, chỉ có đúng có 15 kg gạo thôi. Em cũng gọi tổ trưởng á mấy lần, cũng tổ trưởng có kêu em nộp danh sách này nọ đổ lên để em có tiền trợ cấp. Mà em lên á thì em nộp mấy lần, cũng là năm nay là cũng được 5-6 lần rồi mà không được gì hết trơn á. Rồi em có lên trên gặp á, trưởng ấp á, thì trưởng ấp có nói như vậy, em là không có danh sách ở trên đó nên người ta không có phát cho em. Hiện nay chủ trương của mình theo 09 thì 6 nhóm ngành nghề, sau này mở rộng ra thêm cái ngành nghề xe ôm truyền thống, đúng không? Thì khi mà tổ trưởng đi lập danh sách, cơ bản là các cô chú anh chị đó cũng phải, người ta cũng phải nắm biết được nhà đó là ngành nghề gì rồi chứ, đúng không? Thì người ta cũng mới phát đơn, và những cái trường hợp nếu sót thì người ta sẽ có cái bổ sung liền thôi. Đương nhiên mà số hộ dân đông như vậy thì cũng không tránh khỏi, nhưng tới thời điểm này thì địa phương đã cấp theo cái dạng như là theo nghị định 09 á, toàn của xã luôn là hơn 7.000 trường hợp rồi, cho cả hai đợt, đợt 1, đợt 2. Kinh doanh mua bán tại nhà, kinh doanh mua bán tại nhà không nằm trong cái này, mà kinh doanh mua bán tại nhà là phải có giấy phép kinh doanh, là hộ kinh doanh cá thể. Đối tượng nó quy định rất là rõ ràng vậy thì thôi, trời ơi. Là hiện nay là xã cũng đã lập danh sách lên phòng kinh tế rồi, phòng kinh tế sẽ xét trường hợp này. Nó phải tùy đối tượng chứ, cứ không phải là ai cũng còn công nhân là xã cũng không có chi. Công nhân thì đâu có thuộc lĩnh vực của xã quản lý, công nhân có hợp đồng lao động thì sau này về công ty. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị đầy đủ hàng hóa đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân. Thủ tướng cũng yêu cầu kiểm tra và xử lý kiến nghị của người dân khu vực tổ 52, ấp Thới thứ hai, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn về việc chưa nhận được gói hỗ trợ nào.